Hello, hello, hola. Chào mừng các bạn đã quay lại với Ship Thảo FX. Tiếp tục chiến đấu các bạn nha. Kèo hôm nay thuộc thể loại săn Europe. Có tốn phí nhưng mà phí rất là rẻ thôi. Tầm cỡ 0.5 đô ha, tính bằng ga BNB. Dự án muốn chia sẻ cho mọi người đến từ Manta Network. Đây là một cái layer 1 và bên mảng bảo mật ha. Đã huy động vốn được 34 triệu đô, hơn 34 triệu đô. Và một trong những quỹ đã rót vốn cho thằng Manta này thì có Binance Swap ha. Còn ngoài ra còn một số quỹ khác nữa. Rồi thì đây là một dự án tiềm năng và chi phí bỏ ra thì mình thấy cũng khá là thấp, rất thấp, có 0.5 đô thôi. Thì anh em tham khảo ha. Chiến kèo hôm nay mình sẽ làm gì đây? Sẽ đi mai một cái NFT. Cái NFT này là ZKBRB ha. Nó tương tự như một cái passport các bạn ha. Ngày xưa mình đã làm cái gì? Ở trên mạng BNB thì có cái thằng BAB token đúng không? Thì thằng này là ZKBAB, nó vậy thôi. Nó chạy ở trên mạng Manta. Rồi thì để tham gia kèo này thì có một vài yêu cầu. Những ví mà hold cái đồng mà hold cái token BAB thì mới có thể tham gia các bạn nha. Anh em nào chưa có cái thằng BAB thì tiến hành mai một cái token BAB. Mai thì đâu đó tầm cỡ 1 đô thôi, một BUSD. Thì đại khái là gì, tại sao nó yêu cầu như vậy? Nó sợ cheat thôi các bạn. Tại vì để hold được cái đồng BAB thì các bạn phải có tài khoản trên sàn Binance đã KYC, đơn giản vậy thôi. KYC sau đó là tiến hành bỏ 1 đô ra để đúc một cái NFT. Thì mình có để cái video các bạn xem lại ha. Sử dụng ví Meta đây các bạn. Còn ông nào muốn thì xài Trust Wallet vẫn được. Rồi sau này lấy cái 12 cụm từ khôi phục của ví Trust á, khôi phục bên ví Meta vẫn ok ha. Rồi tiếp đến sẽ tải thêm một cái ví nữa. Đó chính là ví Manta. Rồi bây giờ mình sẽ làm nè, tại vì ví Meta của tôi thì tôi có sẵn cái đồng BAB rồi, thì giờ tôi tiến hành tải ví Manta thôi. Lưu ý ha, tải cả hai ví, thứ nhất là có ví Meta hold cái đồng BAB, thứ hai là cái ví Manta Wallet. Rồi tải rồi thì tiến hành setup thôi. Tất cả các bước mình có hệ thống rất là chi tiết các bạn. Tạo ví, bấm tạo một ví mới vào các bạn. Rich. Mật khẩu gồm 8 ký tự, chữ hoa, chữ thường và số. Rip. Rồi sau đó các bạn tích vào đây để copy 12 cụm từ khôi phục ha. Bây giờ làm video thì giờ tôi tạm bấm dừng cái đi để tôi copy. Xong, như vậy và tạo xong ví các bạn nha. Anh em lưu ý ha, 12 cụm từ khôi phục đó các bạn bắt buộc phải sao lưu lại để sau này mình muốn xài lại ví thì mình khôi phục các bạn nha. Rồi bây giờ có ví rồi, tiến hành update cái ví bên nè. Xin không phải update mà là đồng bộ ha. Bấm vô ngay phần đỏ đỏ nè, xin xin now, chờ trong giây lát. Trong thời gian chờ đợi mình sẽ làm bước tiếp theo. Bước 2 là gì? Truy cập vô cái link để đúc cái đồng BAB, để đúc NFT ZKBAB ha, ZKBAB. Giao diện nó như vậy các bạn. Thì bây giờ các bạn sẽ kết nối ví. Ví ở phía trên này kết nối là ví gì? Ví Manta ha, Connect, Approve. Ở phía dưới ví Meta kết nối luôn. Ví Meta này và ví hold cái BAB token Continue. Về cái vấn đề cái thằng NFT ZKBAB này các bạn, thì không biết là nó có, theo mình nghĩ là chắc không bán được đâu ha. Nó giống như một cái passport ở trên mạng Manta thôi, nó tương tự như thằng BAB ở bên thằng BSC vậy đó. Nhưng mà giữ được cái NFT này trên ví thì sẽ có thể tham gia được những cái kèo tiếp theo ở trên mạng này, đại khái là vậy. Rồi chờ, bước này là chờ đợi. Chờ cái gì? Chờ cho cái trang nó đang cố gắng quét cái ví mình xem có giữ cái đồng BAB token không. Nè, ngày xưa các bạn sạch lại cho mọi người tham khảo ha. BAB đây, cơ bản cái đồng BAB, cái NFT BAB, cái passport bên mạng BC thì nó không bán được, nhưng mà rất rất nhiều kèo phải cần cái thằng BAB mới có thể tham gia được, nó vậy thôi. Nhưng mà mình thấy kèo này thì tiềm năng á, sau này chắc là sẽ làm thêm nhiều thứ nữa. Network error ví, sorry, nhầm ví. Không phải cheat đâu các bạn, mà tại thường là tôi sẽ có hai ba cái ví phụ gì đó, những cái ví phụ để dành mấy cái kèo mà hơi thấy hơi nhắc nhắc tay á, nào mình lấy ví phụ mình chơi. Rồi đã kết nối ha, và nó đã quét và nó chứng tỏ ví mình
nó xác định được ví mình có cái đồng BAB đủ điều kiện để tham gia. Bây giờ mình sẽ tiến hành đi vòi falset, vòi cái đồng KMA để làm phí gas để tiến hành đúc cái NFT này, đơn giản vậy thôi. Bấm vào vòi. Hiện tại mới có 13.000, hơn 13.000 ví đúc thôi các bạn, đúc NFT ZKBAB này thôi. Anh em cố gắng ha. Hồi chiều tôi đã share trên Twitter với vậy Telegram rồi. Có nhiều ông làm bị lỗi ha, nên bây giờ làm video luôn. Theo mình nghĩ á, cái khi các bạn làm lỗi là do các bạn chưa có SYN, chưa có đồng bộ cái ví. À, vòi cái về bàn nè, kiểm tra ví. Kiểm tra ví, SYN một cái nữa. Chưa nhận được nữa hả? Chờ trong giây lát các bạn. 1 tới 2 phút nó sẽ về ví. Bấm dừng một tí đi ha, nào về ví thì làm tiếp. Chờ nãy giờ tầm cả 2-3 phút các bạn mà nó thấy tên ví nó cũng không có về ha. Không biết mà nó lỗi hiển thị hay sao thì cứ bấm may thử. Khi nó báo xanh như vậy các bạn tiến hành may thử, lỗi tính sau. Rồi bị lỗi ha. Lỗi là do chưa có cái đồng KMA nó chưa về ví á. Rồi để tôi lấy một cái ví khác mà tôi đã vòi rồi. Cái thằng BAB này thì mình có hai ví hâu nó thôi. Để cho mọi người xem cái giao diện. Nay RB bay dữ ha. Chứ không bay bao nhiêu. Tôi còn hâu một ít nên phải thỉnh thoảng vô ngồi ngó chạc nó một tí. Connect. Trường hợp mà các bạn vòi cái đồng KMA như mình á, bị đợi lâu thì phải chịu khó đợi thôi các bạn. Hồi sớm ở trong group có mấy ông than là khoảng tầm cỡ 30 phút tiếng hồ mới về ha. Còn có thời điểm tôi như cái ví đầu tiên nè, tôi falset á, vòi á, là đâu đó tầm cỡ 1-2 phút về liền. Rồi. Đây ví KMA là sorry, ví Manta Network mà có sẵn 2 KMA này ha. Khi bấm vào mai nó tự động xác nhận, nó yêu cầu mình xác nhận trên ví Meta, xác nhận, confirm, approve, approve, rồi chờ thôi, chờ trong giây lát nó sẽ thành công. Trong thời gian chờ đợi sẽ tiến hành làm tiếp những cái bước tiếp theo, đó là lem những cái watch ở trên hàng Galaxy thôi. Chiều lúc tôi share và có hai cái watch, hiện tại thêm một cái nữa thì bây giờ sẽ làm cả ba luôn. Cái watch đầu tiên là làm nhiệm vụ xã hội lem miễn phí nè. Cái watch thứ hai và cái watch gọi là Benzo ha, đặc biệt và limit mệt là giới hạn thì tốn phí 0.2 đô. Anh em lượm cả hai luôn, sorry lượm cả ba luôn. Hồi chiều này mới hồi tối này mới bổ sung thêm một cái watch nữa. Và sắp tới nếu mà các bạn thấy nó có chương trình á thì thích lem thì có thể lem thêm các bạn nha. Không biết cái phần watch này mà có bắt buộc hay không thì không biết, nhưng mà trước đó có một dự án ví dụ như hàng Space ID đúng không, tới chừng phát Europe thì nó lại tính cái số lượng watch ha. Người nào hold cái watch càng nhiều thì nhận được càng nhiều, thì thôi sẵn tiện thì nhặt luôn. Nhưng mà đối với kèo này thì mình nghĩ cái watch tốn phí á là cái watch này nè. Đâu rồi? Đây Spencer NFT nè, và cái này là quan trọng ha, nên lem. Rồi, lem từng cái thôi. Kêu gì làm đó, ghé cái trang verify. Tiếp đến John Discord John. Chậm vậy. Cho lót vậy. Vấn đề nằm đâu để tôi tắt bớt đi, tôi bật cái VPN lên đây. Nhiều khi mạng ở Việt Nam mình nó đang chặn một số trang á. Đây các bạn, cái giao diện mà hồi sớm mình đúc xong cái ZKBB á là giao diện như vậy ha, nó nằm trên ví ở mạng BC.
Có nghĩa là sao? Xài cái ví và cái ví Manta và để vòi cái đồng đồng gì nhỉ? KMA để làm phí. Nhưng mà khi mà đúc á, xác nhận là phải xác nhận trên ví Meta thì nó chạy về mà về ví Meta các bạn nha, ở trên mạng BSC. John Discord. Cho nó load đi. Làm nhiệm vụ cheater. Retweet. Tiếp đến nhiệm vụ gì đây? Like và retweet. Verify, verify. Trường hợp mà verify bị lỗi, các bạn cứ cho nó load lại trang là tự động nó không cần verify, nó vẫn xác nhận luôn. Get cái trang verify. Rồi bây giờ cho load nè. Đây ha. À, chưa get cái trang này. Continue. Rồi verify. Còn một nhiệm vụ cuối cùng là Discord. Discord đã load được, chấp nhận lời mời. Xưa ơi và xưa Discord. Rồi tích vô cái dấu tích màu xanh để xác minh ha, verify nè. Tôi đồng ý điều khoản verify. ZMB4B answer. Trả lời gõ captcha thôi các bạn. ZMB4B. Xong, như vậy là hoàn tất verify ha. Vô chat chip gì đó đăng cái đi. Verify xong tiến hành lem xong một watt ha. Tiếp đến bây giờ lem cái thằng Spenso nè, cái này quan trọng, cho load lại cái đi, coi những nhiệm vụ nào làm rồi thì không cần phải làm nữa. Rồi còn những nhiệm vụ nào chưa làm tiến hành retweet. Thật ra tôi cũng không có thích mấy nhiệm vụ kiểu mà retweet vậy đâu, quốc dễ viết và dễ ban, dễ dăng cái Twitter lắm. Nhưng mà thôi hổm rày, hổm rày cũng không có retweet gì nhiều, hôm nay làm đại đi. Verify, verify, follow. Like, retweet. Rồi, cho load lại trang và tự động ok thôi. Lem. Xong một ad. Còn ad tiếp theo cho load lại cái nữa. À sorry các bạn, cái ad thứ hai, cái ad mà Spencer á, đặc biệt á, thì là tốn phí ha, đâu đó tầm cỡ 0.2 đô. Ví mạng BSC tốn phí gas và gas BNB. Rồi retweet liên tục 3 ạ, chưa hết ta. Ba cái ad này là tổng cộng bao nhiêu cái retweet? 1 2 3 4 5 6 cái. Căng ạ. À. Cái ông retweet như vậy rất là sợ luôn á, sợ bị văng cái Twitter, nhưng mà lỡ làm video thì tôi làm luôn. Còn các bạn thì có thể chia thời gian ra để làm mấy cái ad này nha, không nên làm một lần. Tự nhiên làm xong quay lại thấy cái Twitter bị gắn cờ ha. Nhiệm vụ cuối cùng là nó kêu mình ghé cái trang mà đúc NFT ZKBAB á. Bấm vào continue thôi. Rồi verify xong. Cho load lại bảo đảm xong. Sao kỳ vậy? Go. Đối với cái nhiệm vụ mà trên Medium nè, các bạn không cần phải follow đâu, bấm vào là được.
verify lamp. Rồi như vậy và ở video này tóm lại cái đã share cho mọi người cái gì? Đúc cái NFT ZKBAB với lại lamp một số OS của nó. Thì tóm lại kèo này quan trọng chỉ có hai cái thôi. Hai cái gì? Thứ nhất là các bạn đúc được cái NFT ZKBAB ha, cái này cực kỳ quan trọng để giống như một cái passport để tham gia những cái dự án tiếp theo ở trên mạng này và nhận những đặc quyền ở trên nó. Và bước 2 ở trên Twitter mình đăng á, cực kỳ quan trọng ha. Rồi tiếp đến, nếu mà là các bạn làm biến mà làm nhiệm vụ Twitter này nọ thì các bạn có thể bỏ qua lem cái OAT 1, bỏ qua ha. Tiến hành lem cái OAT mà tốn phí 0.2 đô nè. Đây. Rồi còn cái OAT 3 có thể bỏ luôn tùy ý, nhưng mà thôi giờ còn ai xiên thì sẵn thì gom hết luôn đi. Không bỏ bề ngang cũng bỏ bề dọc ha. Nó là vậy. Rồi ok, cảm ơn các bạn đã xem video. Trong quá trình thao tác còn gặp vấn đề gì nữa thì các bạn để vào comment. Xin chào và hẹn gặp lại.